Ôi ôi ôi, lấy khấu xuống cho. Lấy. Đang quay. Lỡ con nó chạy trước, lỡ con. Bây bữa, mình xin hay quá mấy bạn. Chào bé luôn. Từ từ. Hốt, chào chưa. Trời ơi, dứt. Bự. Hoàng không chơi thôi, Hoàng chơi vậy không. Mình xin quá đẹp luôn. Hoàng là chơi cá bự không ạ. Mới xin. Wow, chà bá lửa. Cỡ đó không phải chứ. Cái bì lẻo lắm con. Bày dứa. Bê. Xin chúc mừng. Ở đây là nhông. Cái lóc. Ok. Lâu rồi con đi chết lại. Dạ, anh Tuấn không? Lên hàng. Ồ, đổng bự nè. Ồ, đổng bùng thấy chưa? Vô bùng là lọt, vô bùng là nó ăn. Để xuống đây luôn. Đổng bùng á. Nó lọt vô đó rồi. Quá đã. Quá đã. Đó, cái đổng bùng á, bự á. Wow, dễ sợ. Hay quá anh Thành ơi. Tuấn bánh mì đâu? Tuấn đâu? Ơi, lấy không? Hay quá. Quay mặt luôn. Hay quá anh. Đẹp quá. Sợ chứ. Tuyệt vời. Chơi nguyên con gì mới đã. Ai mà ăn mực này mà bóc qua, bóc qua chấm đồ muối cắn vậy nè ngon. À, chấm thử muối lột ra làm gì mới lưới lên luôn không phải hẳn hẹn hay lột vô mà mới bắt luôn mực mới bắt luôn châu ủa muối này khác cá mới câu luôn nướng tại chỗ đó luôn cái thùng kia nữa nè đây không đá nha không đá không đường vậy ô con bạc má bự ha. Này lát nữa cho vô nồi canh chua được rồi đó. Mú nè. Ok. Đây này anh được vô cái chút. Cái nào nấu canh chua anh lựa cho trong này luôn. Ừ rồi. Ok. Ôi. Thùng cá của thầy Tý đây. Có phèn cho Phước Cọ nha, Phước Cọ cũng nhiều lắm á. Chục con á cọ. Xe mua đỡ thì lum nè. Nói chung là làm một chuyến cuối sống. Cầm nước rồi. Anh xảy anh sao mà sao anh xảy? Đẹp quá. Rồi đạp mạnh luôn. Đứng, con nào cũng đứng ha. Con nào cũng đứng bắt đầu lên nè.
cái này.